Thưa quý vị, hôm qua ngày 2 tháng 1, huyện Bến Lức đồng loạt tổ chức chiến dịch tiêm vaccine mũi 3 phòng Covid-19 cho toàn dân tại 15 xã thị trấn trong huyện. Tại điểm tiêm trường mẫu giáo Hòa Mi, mẫu giáo Hoa Sen, thị trấn Bến Lức, từ rất sớm đã có rất đông người dân đến xếp hàng trật tự, đảm bảo khoảng cách để được tiêm mũi 3 vaccine phòng Covid-19. Khu vực tiêm được thiết kế khoa học một chiều với một bàn tiêm, với số lượng khoảng 2.000 mũi tiêm một ngày một bàn tiêm và luôn đảm bảo an toàn trong từng mũi tiêm. Được biết trong đợt tiêm vaccine mũi 3 và tiêm vét mũi 2 này, huyện Bến Lức tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 2 năm 2022, với trên 39.000 liều vaccine. Khoảng cách tiêm liều bổ sung cách liều tiêm cơ bản cuối cùng từ 28 ngày cho đến 3 tháng. Đối với liều nhắc lại, khoảng cách tiêm nhắc lại ít nhất là 3 tháng. Những người đã mắc COVID-19 tiêm ngay sau khi hồi phục và hoàn thành cách ly y tế theo quy định. Đến nay thì cơ bản tất cả người dân trên địa bàn huyện Bến Lức đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và hoàn thành tiêm 2 mũi cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.